Chào Phương, chào Dũng. Rồi hai bạn giới thiệu cho khán giả của chương trình biết đôi nét về bản thân mình nhé. Dạ, em tên là Phương Cao và hiện nay là em 26 tuổi. 26 tuổi. Dạ. Dạ. Em là Trương Nguyễn, em hiện nay là 31 tuổi. Hai bạn em quen nhau được bao lâu rồi? Dạ, tới tháng 6 này là tròn 5 năm bước qua năm thứ 6 rồi. Anh rất là tò mò về chuyện tình yêu của hai bạn. Ai là người thích ai trước? Dạ, để em kể trước cho. Ok. Hai tụi em biết nhau qua Facebook trước rồi. Có tiệc sinh nhật của bạn em. Hôm đó Chua nhắn tin cho em là hôm nay đang làm gì? Em nói là chiều nay em có đi tiệc sinh nhật. Chua nói Chua đi theo được không? Lúc đó chưa có biết gì hết, chỉ nhắn tin như bạn bè qua lại bình thường thôi. Em nói ok. Ngày hôm đó Chun tự đến luôn. Mà em không nghĩ là Chun tới quá tự nhiên đến vậy mà quá dạng luôn. Tưởng đâu là nói giỡn chơi thôi mà Chun đi thiệt. Chun sao vậy Chun? Đó là ngày 13 tháng 6, 8 giờ tối, trời đang mưa. Em chạy xe máy đến cái chỗ mà đã hẹn tiệc sinh nhật đó. Thật ra cái mẫu người của Chun là không thích những người mà thật sự mềm mỏng và ẻo lả. Mà cái ngày đó là em chờ ngay cái chỗ mà cái bữa tiệc sinh nhật đó đến khi mà xe taxi của mấy bạn của bạn với Phương xuống rồi. Đầu tiên em đập vào mắt là tóc đỏ, tóc xanh. À là một hồi. Đúng rồi, một hồi. À. Tóc đỏ, tóc xanh bước xuống. Rồi em nói, rồi chết rồi, chắc mình phải đi về lắm, chắc mình có xe đi về quá. Đó mới nói thôi chờ chút xíu là xem. Lúc đó mà Phương bước xuống sau cùng. Rồi lúc đó là đập vào mắt mình là cũng là cái áo da beo. Một cái quần tây quần đỏ đô, mặc giày bóng, đen bóng. Đó, chết rồi, bên khối xe đi về. Rồi làm sao Chun quyết định không về mà ở lại? Mình nghĩ là thôi tới rồi thì mình cùng đi vô luôn. Thế khi mà đi vô là Phương ở đây, Chun ngồi đây, bên này có một bà nữa. Thì lúc đó chưa có ấn tượng về Phương. Trong quá trình mà sinh nhật á, mình cảm nhận được là Phương á, nó rất là tự nhiên. Kiểu là giống như là dưới quê lên nó tự nhiên, nó nhìn nó hài hòa lắm, cho nên mình hấp dẫn với cái đó. Ủa bộ dưới quê lên mới tự nhiên chứ không nghĩ là nó không có cố tạo hình ảnh. Đúng rồi, đúng rồi. Đến cả những cái điều cử chỉ ăn nó cũng tự nhiên, cho nên mình ăn tự nhiên thôi. Đúng rồi. Em vẫn nói như vậy. Không có dự hình ảnh, cho nên mình cuốn hút với cái đó. À nhưng mà Chun biết Phương ở trên Facebook trước rồi, là có nghĩa là Jun phải biết được là ở Phương thích ăn mặc như thế nào, ngoại hình như thế nào rồi chứ. Nhưng mà hôm đó là cái bộ khác áo hả? Khác nó hẳn. Đúng rồi, nó hơi khi gặp sao? Nhau mới có biết nhau mấy ngày thôi anh, chứ không có quá lâu đâu. À yeah. Và lúc đó chàng ta cũng chưa có tham khảo gì Facebook em nhiều đâu. Rồi sau đấy tầm khoảng một tiếng sau, Phương ngồi ăn bánh sinh nhật á, có một cái hình trái tim này nè, để ở dưới bàn á. Phương lấy Phương bẻ ra, cứ nghĩ trong đầu á là Phương là cho mình nửa cái nửa trái tim nó, nhưng mà là Phương là cho cái bàn kế bên. Tức anh quá, tức anh nghe mà anh còn tức. Sau đó mình cứ để ý Phương đi toilet mình cũng phải để ý. Tại vì tức cái bàn kế bên rồi. Đi đâu là mình soi. Thật ra lúc này là đâu phải quen nhau gì đâu, chỉ là bạn bè trên Facebook biết. Em còn nói trong bụng, ủa sao, tại sao lại đến? Em tưởng là nói chơi thôi. Lúc đó là Chun không phải là mẫu hình tượng của em. Là em không thích ai mắc một mí. Nhưng mà hôm đó gặp á, ấn tượng ngoại hình giống như Hàn Quốc quá. Mà đi taxi đi bar, bên xe em đầy rồi, mà Chun cứ chạy tới chạy lui hoài, xe kia trống mà không đi, cứ muốn lên xe này rồi. Cái bạn em á là nép vào để cho Chun lên. Lên vậy sau này Chun nói bữa đó mà không cho lên là đi về. Là luôn. Đi về hả? Lúc đó em vào lên Sài Gòn được 6 tháng, em ở ký túc xá. Em học ngành làm đẹp ở ký túc xá. Thì nguyên ký túc xá của em về, Chun về nhà đâu có được nữa đâu. Chun ở nhà với anh trai. Cái xong rồi Chun mới xin ở lại, cũng 2 giờ sáng rồi. Cái cho Chun qua phòng ở bên. Phòng ở bên là phòng với mấy bạn tóc xanh tóc đỏ mà. Qua hôm sau là nhắn tin, tối nay em rảnh không? Mình cà phê nha. Cứ thế ngày nào Chun cũng qua. Khi ăn tháng, thể hiện tình cảm từ từ, nhắn tin, có động thái ngồi gần mình, có rồi để tay qua đùi luôn. Cái em nói, tự nhiên quá. Là một tháng là tán được em? Dạ đúng rồi, đúng một tháng. Khi em lên Sài Gòn này á, là em học được 6 tháng. Em xác định trong đầu là em không quen ai hết, học xong rồi đi về. Thật sự á, ngày xưa đối với em á là tình cảm trong thế giới này cảm giác nó mong manh lắm, dễ bị tổn thương lắm. Nhưng mà em trải qua nhiều mối tình tan vỡ rồi hả? Anh Chun mới là người mà em về sống chung 6 năm, chứ những thời đi học chỉ có một hai người tìm hiểu nhắn tin chơi thôi. Rồi hai bạn có nhớ lần đầu tiên mình hôn nhau là lúc nào không?
Lần đầu tiên là ở công viên Thảo Trắng ở cái mặt tháng 8. Em dẫn Phương đi chơi ở trong đó. Rồi hai đứa núp lùm dưới bóng cây và tối. Thật ra nói nghe lúc đầu nghe nó gây thật sự. Phải là như vậy. Hai tụi em đi vào công viên, còn người ta khiêu vũ xong trò chơi con nít. Xong rồi cái ngay cái bờ hồ có cái băng để ngồi, mà dưới đó có cái tán cây. Anh nó núp lùm nghe ghê. Núp lùm. Anh tưởng là có cái bụi cây nào để nhét hai đứa rồi. Nghe nó không có lãng mạn chút xíu nào hết á. Rồi mà sao? Hai đứa cùng tròn một cái bóng tối chứ không có ánh sáng gì. Mắc cỡ anh Chun. Ngày nào cũng qua em luôn, qua ở ký túc xá. Mà ký túc xá của em á là dừng tầng mà. Tối nào cũng đi qua. Một hai ngày, cái ngày thứ ba thứ tư gì đó, cái anh Chun nó hôm nay cho ở lại mua chuột cái cô giữ tòa nhà đó. Tại vì ký túc xá là không cho người lạ lại. Tối nào cũng qua cũng lại. Mà anh nghĩ cái giường ký túc xá nó chỉ bằng cái ghế của anh thôi. Một người nằm thôi. Hai đứa ngồi chung. Ở dưới có một bạn nữa. Cái bạn nó nói nè: anh Phương ơi, em đang nằm dưới đây á nha, hai anh nằm cẩn thận nha. Không, mà em thấy cái giường nó còn cong. Không phải chó cong. Công nhân mình cũng lèo thiệt, là nó tập cái này xong tôi luôn. Bạn ở dưới. Mà hai đứa nép nhau nó cứng ngắc. Ba tháng trời. Xong mới ra. Đúng rồi, ba tháng. Ủa là một tuần chui sang đấy bao nhiêu ngày? 7 ngày. Lúc đó cái chỗ em ở cũng gần ký túc xá với Phương, và cái chỗ em làm cũng gần ký túc xá với Phương luôn. Cho nên buổi trưa thường thường em không ăn ở công ty, em đến ký túc xá ăn với Phương. Tại vì ảnh làm ở trong, ảnh làm quản lý nhân sự á, và trong công việc ảnh rất là nghiêm túc, cho nên ảnh không muốn cho người ta biết giới tính của ảnh. Và có một cái cô bạn làm chung công ty rất là thích ảnh luôn. Mà em ở là gần công ty ảnh, mà người ta có thể đi qua lại thường xuyên. Ảnh qua gặp em mỗi buổi tối, mà ảnh ngồi phải say mặt vô, em nói ủa sao anh này ngồi cứ đưa cái lưng ra lộ hoài. Rồi trong cái khoảng thời gian đấy có cái kỷ niệm nào mà hai bạn cảm thấy là mình nhớ nhất không? Ngày hôm đó đúng là ngày sinh nhật. Mấy ngày trước cái anh mua già cho em ảnh, ảnh giấu. Cái anh nói đi công việc về phải không? Bữa đó hơi cằn nhằn, hơi bực. Ủa sao tối nào hôm qua ta? Tự nhiên mặc nguyên một cây thắt cà ravat. Nguyên một cây nghiêm túc thắt cà ravat tới. Xong anh nói ủa hôm nay đi đâu vậy? Thì đi sinh nhật của em. Phải một jean áo sơ mi trắng và thể thao. Cái dẫn em lại cái nhà hàng Hàn Quốc, ăn đồ ăn nướng xong dẫn ra phố đi bộ. Đi tới đâu ai cũng nhìn hết trơn luôn. Điện cái tao đi phố đi bộ mặc đồ quá trời nghiêm túc vào buổi tối. Tôi đó mà cờ. Đang ngượng nhưng mà vẫn nắm tay em. Thò tay em nắm đi hết phố đi bộ đi về. Thật ra là nó cũng đẹp nhưng mà nó sai hoàn cảnh, không hợp hoàn cảnh chút nào. Buổi tối tôi đi dạo mặc đồ cho chú rể. Trong 5 năm đó, mình phát hiện ra cái khuyết điểm nào của nhau? Lúc đầu ai cũng cho mình cái vỏ bọc thật là hoàn hảo. Đúng, đúng rồi. Thật ra, đối với anh Chun á, người con là một người hiếu thảo. Người em trong gia đình là rất là thương anh chị em của mình, và là một người đàn ông của gia đình. Nhưng có một cái tính xấu cực kỳ luôn, nóng tính. Mà nhiều khi đang nóng, nóng cũng bị nóng. Khi mình nóng nực á, làm cho cũng bị tăng nhiệt độ lên nữa. Là lúc mà đang nóng em mới, lại mới lạnh đứng đi. Em múc cho ly nước uống liền. Chứ không lát hàm bốc quả lên. Là bất chấp mọi người xung quanh là thật á? Yeah. Là tự dưng đứng chửi thế à? Không có ai mà làm phật lòng á là la liền. Còn chú? Phương thì chỉ có cái tính xấu là ngủ á. Con ngủ mà khi mà em kêu dậy á, hoặc là em giỡn á, là bắt đầu quạo. Có khi là quấn em. Đó, được cái tính đó thôi. Thà em thức bao nhiêu cũng được. Nhưng mà khi em đang ngủ, thà em báo thức em dậy. Mà em đang ngủ á, mà ai mà kêu em dậy, em nói đợi em xíu. Mà anh này rất là nhây. Đang ngủ kêu dậy, dậy dậy đi em, dậy đi em. Không, bực quá. Nhưng mà có cái trận nào mình cảm thấy là mình gây nhau một trận lôi đình không? Có cái trận mà sinh nhật của em năm thứ 2. Rồi em lúc đó quen nhau được qua năm thứ 2. Xém chia tay luôn. Xém dọn chia tay. Đồ đóng thùng rồi hết rồi. Em đập đồ quá trời, chén đồ rồi. Đúng rồi đó, cái tính xấu đó. Nóng lên là đập. Nhưng mà không đập mình là được. Dạ đúng đập rồi. Đồ. Nhưng mà là cái câu chuyện đấy là như thế nào vậy? Phương nói chuyện với một cái chị, nhưng mà em phát hiện được là kêu em bằng nó. Khi mà em phát hiện ra là kêu em bằng nó, em tức. Phương đang đi làm em phải kêu về. Em tức, em ở nhà em lấy em chén gì em đập hết. Thế thôi á. Tại vì á, khi tụi em kêu bằng nó. Tại vì khi tụi em quen nhau á, tụi em có một cái giao kèo riêng, đó là không bao giờ được kêu mình bằng mày và tao. Và không bao giờ được nói từ chia tay. Thật ra là khi em nói chuyện với cái chị đó lớn tuổi hơn anh Chun, chị mới xin là
em nói cái gì á, nó xưng nó thì giống như lớn hơn bình thường á, cái em cứ đang nói chuyện cái em xưng luôn với người đó, nhưng mà thật ra em thấy có lỗi thiệt. Mà thấy mình sai. Nhưng mà cái việc Jun phản ứng kiểu, có nghĩa là anh ngạc nhiên chỉ vì một cái lý do như vậy thôi mà em có thể đập hay là em có cãi nhau nữa. Cho nên tính xấu là vậy đó. Mà em thường đập đồ có giá trị hay không giá trị? Cái nào mà nó có nghe tiếng vỡ là em. Còn tivi thì không dám đâu. Là không đập điện thoại, tivi các thứ đó chỉ đập. Cũng đánh được hả? Cũng được. Rồi sau đó là Phương đi về sinh nhật ở với cô ấy á, em không về. Cho Phương về mình luôn. Nhưng mà cuối cùng á, em suy nghĩ lại á, thôi đi về để gặp nhau lần cuối để lên chia tay. Thế là em cũng bắt xe em đi về với cô ấy luôn. À lúc đó không phải là bắt xe mà em chạy xe máy về. Rồi sinh nhật xong rồi hai đứa chở nhau lên, thì trong quá trình đi lên á, lúc đó là trong suy nghĩ của mình là chia tay rồi. Mình nói ra những cái gì hết rồi, nhắn nhủ những cái gì rồi. Lúc đó hai đứa đi nhau ôm nhau trên đường vừa chạy xe vừa khóc. Cái dòng ấy là không có chia tay được đâu. Thật ra hôm đó là đập đồ, đóng thùng hết rồi. Chứ Chun đi ra ngoài à, ngủ luôn, em ngủ không được. Em điện với bà bạn của em qua, cái uống vài lon bia xong tâm sự. Lúc đó em dọn đồ, tại mưa tầm tã luôn anh, khung cảnh buồn dễ sợ luôn. Đi dọc đường mà ông Brab ông chở mình á, mà mình ngồi mình khóc tức. Về tới quê cái mẹ hỏi, ủa Chun đâu rồi con? Dạ ảnh bận công việc với chị cho nên không có về được. Cái trưa nữa 1 giờ ổng ở đâu, ổng tè ra trước cửa nhà. Rồi ngày là sau mẹ hiểu là rồi đó. Tháo thùng tháo đồ bỏ lại vị trí cũ hết, gắn lại tivi lại hết. Đi lên Sài Gòn đi xe máy cái thịnh tình, à anh vậy đó, thôi lần này anh gặp em lần cuối xong về mình lên chia tay, à tâm sự anh thương em vậy nhưng mà giờ không có duyên thôi, anh về quê anh buồn anh ở một mình anh tới lúc anh chết luôn anh không vào Sài Gòn nữa, rồi rớt nước mắt xong rồi lên xong rồi hai đứa dọn đồ ra cho lại. Không có kiểu gặp nhau lần cuối mà tâm sự sau đó chia tay được đâu nha. Lúc đó cũng có ý định chia tay không, lúc đó em cũng nghĩ là bỏ luôn. Chia tay thì chia tay, xong rồi gặp nhau xong rồi nói chuyện xong rồi phải, cái lúc đó chưa nói là chia tay, dọn đồ dằn mặt gì đó chứ chưa nói là chia tay. Anh định về gặp để nói là chia tay đó. Rồi dính đến bây giờ luôn. Anh có tin đó là em ở trong bếp thì anh Chun cũng ở trong bếp. Nói chung là hai người chỉ cách nhau chừng 2 mét. Đi cầu thang như vậy, hai đứa phải ví dụ em đi trước đi sau cũng được. Cũng phải chờ, cũng phải chờ. Cái đó giống như là phong tục của nhà em luôn rồi đó. Bây giờ đến là em nuôi con cuốn đó. Nó đi cũng hai ba bậc, cũng đứng lại chào tụi em rồi, không có em đi trước, đứng lại chờ nó. Ví dụ như bây giờ bọn em ngủ phải nắm tay. Từ lúc yêu nhau tới bây giờ, lúc nào tối ngủ gì nhỉ? Ngủ, mình nắm tay vậy, ngủ. Còn tay này, nửa đêm giật mình vậy là cũng phải nắm à. Quàng ấy lên đến đầu. Vậy nè, ngủ là vậy đó. Anh tưởng tượng thôi, anh cũng thấy mỏi luôn á. Không, tại vì khi nằm mình có cái gối nó cao mình thấy thoải mái. Không, không là hai ta cứ nắm tay ngủ. Quay nè, hôn nhau á, nhưng mà hôn bằng má phải hít. Hôn là hít mới chịu. Hôn là hít mới chịu. Hôn mà không hít là không chịu. Không được. Chịu. Đâu hôn là phải ngửi. Đâu thử cho anh coi. Gọi là thị phạm đó. Đúng rồi, vậy mới chịu. Em chứ thử, mà đưa em, vô. Em thử lại. À, chứ mà đưa vô với em không chịu đâu. Rồi bây giờ mình quay về cái câu chuyện come out của hai bạn đi. Được. Đối với gia đình Phương thì dễ. À Phương, nhà Phương cũng dễ hả? Dạ thật ra cũng là không quá dễ. Hồi nhỏ là ở dưới quê, ngày xưa em ẻo lả hơn bây giờ nhiều lắm. Và bị mọi người hay bắt nạt là trời, bị đê, bóng. Mọi người ta quen luôn. Quen. Cái gia đình cũng nghe biết quen điều đó. Những người trong gia đình cô em kêu, ê, bị đê là nó nghe nè. Lúc lớp mẹ em nói là à, không được quen con trai. Cho nên lúc mà giới thiệu anh Chun về nhà, nói là em của cô giáo. Về anh này nghiêm túc, đâu có nhìn ra đâu được đâu. Hiền lành, dễ thương, lễ phép. Rồi xong, cái từ từ cái mẹ điện thoại mẹ hỏi là ủa hai đứa là gì của nhau vậy? Bạn là bạn sao? Cái em cười, cái không nói gì hết. Sau này mẹ tự động mẹ biết. Và em với mẹ chưa bao giờ nói là anh Dũng là chồng của con. Không có nói như vậy, mà con nói là con với Dũng đang quen nhau. Cái mẹ mới nói là mấy chú với mọi người ở đây á, là nói Nam, ở nhà em tên Nam. Như vậy con có buồn không? Cái cha nói thì nó như vậy rồi, không phạm pháp luật là được rồi. Có nghĩa là cái việc quen Jun cũng là cái việc come out của em với gia đình luôn. Chứ trước đó em cũng chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện với bố mẹ. Dạ đúng rồi, lúc đó em cũng sợ lắm. Sợ bị đánh, mà em không nghĩ ba mẹ em lại chấp nhận vậy. Em cảm thấy về gia đình của Phương, khi mà em về lần đầu tiên không có ai nói gì, vẫn cư xử bình thường. Vẫn tôn trọng mình bình thường. Mình là như thế rồi thì họ cũng tìm cách để chấp nhận đó. Anh nghĩ như vậy. Dạ, lúc đầu em về em giấu lắm anh.
hai đứa qua nhà cái cô em ngoài Bình Dương ngủ buổi tối chơi. Có thằng em nữa. Cái nó mượn điện thoại em nó lướt đi, cái anh này nhắn tin vợ ơi, chắc là kêu vợ ơi, nó cũng nhiều chuyện lắm, cái nói với cô ôi anh hai với anh chui nó là hai người đang quen nhau, nó kêu vợ chồng luôn. Thật ra ở nhà em ha, em được lòng mấy cô lắm. Đi mua sắm cái gì cũng nam ơi, tóc tai tư vấn. Cho nên thân cái mấy cô nói bình thường thôi có gì đâu, cái từ đó em biết cô biết luôn rồi. Cô nói cho bà nội biết, cái hôm đó qua nhà cô ăn, em ăn chay, ngày đó cái chui ăn chay luôn, cái bà nội mới nói nè, em ăn chay anh cũng ăn chay ha. Lúc đó em ngạc nhiên quá trời, em không nghĩ là bà nội em lại có thể chấp nhận một cách nhẹ nhàng vậy, không có come out ra mà tại sao bà nội lại nói vậy. Cái tự nhiên lúc đó nhẹ người gì đâu luôn. Bây giờ nó thành một cái thói quen rồi, khi mà em không về quê cùng với Phương á là giữa kia ai cũng hỏi sao em không về. Còn chuyện của Trung chắc còn không dễ dàng. Còn em á thì tại vì em là người miền Trung cho nên cái văn hóa thì nó sẽ nó sẽ khác hơn ở hơn trong này. Cái lúc mà bọn em quyết định dạo này ở chung á thì em có nói chuyện với chị thôi, em cũng nói với chị luôn em với Phương vậy đó, thì chị em cũng la là vì sao là như vậy, chị cũng để đó cũng không nói cho ai biết. Nhưng mà các anh á, cái lần đầu tiên mà em dắt Phương về nhà đó thì em nghĩ là các anh cũng đã biết rồi nhìn, nhưng mà không nói. Còn mẹ thì mẹ cứ nghĩ là hai đứa ở chung với nhau rồi thân với nhau thôi. Nhưng mà dần dần cứ mỗi lần em gọi điện về là kêu em lấy vợ. Rồi có một lần gần nhất đây là cũng là sinh nhật Phương, mẹ em vô rồi gia đình ở Phương lên luôn, cùng hai bên đi ra nhà hàng. Rồi mẹ em kêu á với ba mẹ của Phương á là vì sao không cho Phương lấy vợ đi. Rồi ba mẹ Phương mới trả lời rồi rồi sau tôi biết, kêu là giờ nó thích lấy nó thích lấy thôi. Giờ mẹ em kể là em qua ngày hôm ta đi ăn sáng, cái mẹ anh chui nói nè sao không cưới vợ cho thằng Phương đi, cái mẹ em nói sao chị không giỏi cưới vợ cho thằng chui đi. Tôi nói giờ tôi không về đám cưới sao. Đến nỗi em biết mẹ anh chui suy nghĩ sao nha, hai đứa cưới vợ đi, vợ ở chung nhà đứa ở một phòng. Mà mẹ anh chui nó là thật ra không có nghĩ hai tụi em yêu nhau, mà nghĩ hai đứa giống như là bạn bè thân ở nước ngoài tri kỷ làm chung với nhau á. Mẹ mới gọi là bây giờ hai đứa lấy vợ đi, vợ chồng này ở phòng rồi giờ mới nói ở phòng. Rồi thời gian gần đây á khoảng thì hai tuần không hai tuần ôi vậy là rất gần đây thôi. Rất gần đây mẹ em có gọi điện là kêu á, có nghe người ta nói khi mà hai người con trai ở với nhau á thì người ta đồng cảm với nhau hả? Sử dụng là cái từ đồng cảm. Đồng cảm không biết cái gì, tại vì mẹ em cũng lớn tuổi rồi cho nên có khi nào mẹ em nói giả nói tránh không chú? Không, em nghĩ không đâu. Không, tại vì anh nghĩ bây giờ đó mấy cái phương tiện truyền thông rất là nhiều. Tại vì mẹ em cũng không có xài những cái điện thoại nghe người ta nói thôi. Rồi đến sau một tuần đó thì mẹ em mới gọi cho em là con người nói là em vậy đó, coi là cái giới tính của nó. Thế là nói chắc hai đứa bé vậy đó rồi, chắc hai bấy đứa bấy dính rượu rồi. Đó như vậy đó. Rồi em trả lời mẹ như thế nào chú? Lúc em cũng biết nói sao. Em im lặng. Không biết nói sao. Rồi mẹ qua một câu chuyện khác. Rồi mẹ em có gọi, có kêu là bây giờ lấy vợ đi, đừng có sự nghiệp gì nữa, cho tới đâu thì tới. Khi mà em nghe xong em cũng buồn. Có nghĩa là đến bây giờ Jun vẫn chưa come out với mẹ luôn. Dạ. Kiểu như là em chọn real life là một cái cách come out cực mạnh của em luôn. Kiểu như là, tại vì anh nghĩ á, qua chương trình Real Life á, mình có thể gửi lời trực tiếp đến gia đình của mình luôn. Con xin gửi lời xin lỗi tới ba mẹ, tại vì con biết ba mẹ đặt nhiều hy vọng vào con, thì con cũng mong ba mẹ là hãy ủng hộ con và tha lỗi cho con để con đi theo cái con đường của mình. Con muốn hạnh phúc riêng của mình. Con mong hai bác thông cảm và ủng hộ cho quyết định của anh Jun. Mới tham quan cả cái cơ sở của mình và được lắng nghe câu chuyện tình yêu cũng như come out của hai bạn á, thì anh cảm thấy hôm nay là một ngày cực kỳ ý nghĩa. Cảm ơn hai bạn đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ hết tất cả trong cái cuộc sống của mình cũng như là những khó khăn của mình về gia đình hay là trong tình cảm, để khán giả có thể hiểu được hơn cũng như lắng nghe những câu chuyện về tình yêu, về gia đình, những khó khăn, những hạnh phúc mà hai bạn đã từng trải nghiệm cùng với nhau. Cũng cảm ơn anh và tất cả ekip. Thì thông qua đây em cũng muốn gửi thông điệp đến với mọi người là hãy là chính mình. Trong mối quan hệ tình cảm á, một người nhu thì sẽ một người cương, nó làm cho giữ lửa của cái mối tình đó. Khi mà tình cảm thuận lợi thì công việc nó sẽ cũng thuận lợi theo. Cảm ơn hai em vì đã tham gia vào chương trình hôm nay.